Xin chào mọi người, Oppo Face là một dòng sản phẩm được đánh giá rất cao của Oppo không chỉ tại thị trường Việt Nam mà còn nhiều thị trường khác trên toàn thế giới nữa. Nhưng hơi đáng tiếc một chút là những năm gần đây thì dòng sản phẩm này lại không được phân phối chính hãng ở Việt Nam nữa. Mà gần đây nhất thì các bạn biết là chiếc Oppo Face 7 Ultra là một mẫu máy cực kỳ đẹp và có cái hệ thống camera rất là tốt. Theo như nguồn tin rò rỉ gần đây thì sắp tới Oppo sẽ giới thiệu bộ 3 sản phẩm của mình trong Oppo Face 8 series, bao gồm Oppo Face 8 này, Face 8 Pro và Face 8 Ultra. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về những cái thông tin ở thì hiện tại có được về mẫu máy Oppo Face 8 Ultra nhé. Và hy vọng rằng có một cái sự thay đổi nào đó sẽ khiến cho Oppo mang bộ 3 sản phẩm này về Việt Nam nhé. Và nếu như các bạn đang có nhu cầu muốn tham khảo những mẫu smartphone đến từ Oppo hoặc là bất kỳ những mẫu smartphone nào khác trên thị trường thì có thể ghé qua Di Động Mỹ nhé. Và link thì mình sẽ để phía dưới phần mô tả của video. Mới đây thì leaker nổi tiếng thế giới Digital Chart Station đã tiết lộ một cái sơ đồ thiết kế được cho là phiên bản tiêu chuẩn của Oppo Face 8. Mẫu máy này dự kiến thì sẽ có màn hình phẳng, trong khi màn hình của Face 8 Pro và Face 8 Ultra sẽ có độ cong nhẹ ở hai bên. Chính vì thế mà có thể khẳng định được hình ảnh được click ra ở trên đây sẽ chính là mặt màn hình của Face 8 tiêu chuẩn. Và dựa vào hình ảnh này, mọi người có thể thấy là mẫu Face 8 sẽ có cái phần loa thoại được đặt ở viền trên cùng và sẽ có nút tăng giảm âm lượng của một nút nguồn ở cạnh phải và cái nút gạt để chuyển đổi âm thanh được đặt ở cạnh trái. Còn module camera tròn ở mặt sau của Face 8 thì sẽ có 4 vòng tròn với logo Hexa Plus ở giữa. Vì đây là biến thể tiêu chuẩn nên chúng ta sẽ có hệ thống 3 camera. Còn góc bên trái thì mọi người sẽ có thêm module của đèn flash. Và so với mẫu Oppo Face 7 mới được ra mắt vào tháng 1 năm nay thì dường như là Face 8 cũng không thay đổi quá nhiều, ngoài phần thiết kế màn hình phẳng thay vì là thiết kế màn hình cong trên X7 hiện tại. Ngoài ra, mặc dù cả hai mẫu máy này có cùng module camera tròn ở mặt sau nhưng mà bố cục thì nó sẽ hơi khác. Theo báo cáo thì chiếc Oppo Face 8 này sẽ sở hữu màn hình OLED là 6.4 hoặc 6.5 inch với độ phân giải là 2760x1256 và có tần số quét cao là 120Hz. Thêm vào đó thì nhiều nguồn tin đều khẳng định là Oppo Face 8 sẽ sử dụng con chip Dimensity 9400. Cùng với đó, pin thì sẽ dao động trong khoảng là hơn 5000mAh. Nó sẽ rơi vào khoảng 5500 hoặc là 5600mAh mọi người ạ. Và Digital Chart Station từng tuyên bố rằng là con chip Dimensity có thể vượt qua được Snapdragon 8 Gen 4 và con chip A17 Pro của Apple về cái lệnh trên mỗi xung nhịp một chu kỳ IPC để mang lại cái hiệu năng ấn tượng cho người dùng. Và chiếc Oppo Face 8 thì sẽ chạy trên cái phiên bản hệ điều hành ColorOS dựa trên Android 15. Ngoài ra thì Oppo cũng sẽ dự kiến ra mắt hai cái phiên bản cao cấp còn lại là Oppo Face 8 Pro và Face 8 Ultra ra mắt vào đầu năm sau với cấu hình là Snapdragon 8 Gen 4 để có thể cạnh tranh được với những smartphone đầu bảng hiện nay đến từ các thương hiệu như là Samsung hay là Vivo. Ngoài phần thiết kế cấu hình ra thì camera có lẽ sẽ là một phần mà mọi người dùng quan tâm rất là nhiều, bởi vì Oppo Face là một dòng sản phẩm nổi tiếng về việc sở hữu cái hệ thống camera rất là ấn tượng. Và theo nhiều nguồn tin rò rỉ gần đây nói rằng thì hệ thống camera của bộ Oppo Face 8 có tên mã là Medium Cup với hệ thống 3 camera sau. Máy ảnh tele sử dụng ống kính tiềm vọng chất lượng, camera chính sử dụng cảm biến 50MP, kích thước 1:1.4 inch của Sony và ống kính siêu rộng cùng ống kính telephoto tiềm vọng Sony IMX882. Còn một cái mã khác có tên là Big Cup. Có lẽ thì cái mã này sẽ dành cho dòng Oppo Face 8 Pro. Model này sẽ sở hữu 4 camera với 2 ống kính tiềm vọng và camera chính sử dụng cảm biến 50MP cũng với kích thước là 1:1.4 inch. Và đó là toàn bộ những cái thông tin ở thời điểm hiện tại mà chúng ta có được về chiếc Oppo Face 8, hay là một vài những cái thông tin nhỏ nhỏ hơn nữa về bộ đôi X8 Pro và X8 Ultra sẽ được ra mắt vào đầu năm sau. Và hy vọng trong tương lai thì những mẫu máy đình đám của Oppo, đặc biệt là với cụ thể là với cái dòng Oppo Face X này, có thể cập đến thị trường Việt Nam để chúng ta có được trải nghiệm tốt hơn nhé. Và các bạn thấy sao về mẫu máy này thì comment chia sẻ phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.